Ở thời điểm hiện tại, nhân loại vẫn chưa đạt đến trạng thái nền văn minh loại 1 trên thang đo Kardashev. Nhà vật lý và tương lai học Michio Kaku gợi ý rằng nếu như con người tăng mức tiêu thụ năng lượng với tốc độ trung bình là 3% mỗi năm, chúng ta có thể tiến đến trạng thái loại 1 sau từ 100 đến 200 năm, đạt trạng thái loại 2 trong vài nghìn năm và trạng thái loại 3 trong từ 100.000 đến 1 triệu năm. Kardashev tin rằng một nền văn minh loại 4 là không thể xảy ra, vì vậy ông đã dừng thang đo của mình ở loại 3. Tuy nhiên, giả sử con người có thể đạt được những tiến bộ công nghệ vượt quá sự kỳ vọng và trí tưởng tượng của nhà thiên văn người Liên Xô, điều gì sẽ xảy ra? Sẽ thế nào nếu như con người trở thành một nền văn minh loại 7? The Kardashev Scale chắc chắn không phải là một khái niệm mới mẻ đối với những tín đồ của thể loại khoa học viễn tưởng. Nó là một thang đo mức độ tiến bộ công nghệ của các nền văn minh trong vũ trụ dựa trên lượng năng lượng mà họ có thể khai thác và sử dụng. Phương pháp này được đề xuất bởi nhà thiên văn học người Liên Xô Nikolai Kardashev vào năm 1964 và được đặt theo tên của ông như một cách để vinh danh. Cụ thể, trong một hội nghị khoa học diễn ra tại ngôi làng Biurakan thuộc tỉnh Aragatsotn của Armenia ngày nay, thảo luận về chương trình lắng nghe các tín hiệu vô tuyến từ không gian của Liên Xô, Kardashev đã trình bày một bài báo có tiêu đề truyền thông tin bởi các nền văn minh ngoài trái đất. Trong đó, ông đề xuất việc phân loại các nền văn minh có thể đang tồn tại trong vũ trụ thành 3 loại dựa trên sự tiến bộ công nghệ theo cấp số nhân. Cụ thể hơn, nền văn minh loại 1, Type 1 Civilization, có thể khai thác và lưu trữ toàn bộ các nguồn năng lượng sẵn có trên hành tinh quê hương của nó. Nền văn minh loại 2, Type 2 Civilization, có thể trực tiếp khai thác toàn bộ năng lượng của một ngôi sao. Và cuối cùng, một nền văn minh loại 3, Type 3 Civilization, có thể khai thác nguồn năng lượng tương đương với độ sáng của cả thiên hà. Mục đích của việc phân loại các nền văn minh trong vũ trụ thành 3 cấp độ khác nhau không phải để cho vui, cũng không phải để Hollywood dựa vào mà làm phim, mà là để phục vụ việc tìm kiếm các dạng sống thông minh ngoài trái đất, đặc biệt là trong chương trình SETI mà Kardashev tham gia. Ông giả định rằng các nền văn minh sẽ luôn sử dụng một phần nhỏ năng lượng mà họ khai thác được để giao tiếp với các nền văn minh khác. Tuy nhiên, một phần nhỏ năng lượng của một nền văn minh tiến hóa cao sẽ rất đáng kể so với một nền văn minh có mức độ tiến hóa thấp hơn. Kiểu như bữa sáng của người giàu đủ cho một gia đình nghèo ăn trong cả tuần hay thậm chí là cả tháng vậy. Nghĩa là để tìm kiếm các dạng sống thuộc các nền văn minh với các cấp độ tân tiến khác nhau, con người phải điều chỉnh độ nhạy của các máy thu vô tuyến sao cho phù hợp với các mức công suất khác nhau. Để dễ hiểu hơn, bạn hãy hình dung một nền văn minh cần truyền tải một lượng thông tin tương đương với một thư viện cỡ trung bình, cỡ khoảng 100.000 cuốn sách. Một nền văn minh loại 2 trên thang đo Kardashev có thể truyền gói tin này tới bất kỳ đâu trong thiên hà nhà của nó bằng cách bắn một chùm tia có thời lượng 100 giây. Nghe có vẻ khá là chấp nhận được đúng không? 1 phút 40 giây chắc cũng không lâu hơn thời gian bạn chờ tải xuống một bộ phim hay một con game yêu thích từ Internet. Tuy nhiên, để truyền cùng một gói tin đến một thiên hà mục tiêu cách xa 10 triệu năm ánh sáng, một khoảng cách khá là điển hình giữa các thiên hà sẽ mất tới vài tuần. Trong khi đó, chỉ với một chùm tia có thời lượng 3 giây, một nền văn minh loại 3 sẽ có thể truyền mẩu tin đó tới bất cứ đâu trong bán kính 10 tỷ năm ánh sáng. Cùng là để truyền một gói tin, thế nhưng sóng vô tuyến phát ra bởi một nền văn minh loại 3 chắc chắn sẽ có cường độ lớn hơn rất nhiều so với sóng vô tuyến của một nền văn minh loại 2. Ở thời điểm hiện tại, nhân loại vẫn chưa đạt tới trạng thái nền văn minh loại 1 trên thang đo Kardashev. Tuy nhiên, chúng ta cũng không ở quá xa nó. Trái đất nhận được khoảng 1 phần tỷ tổng năng lượng mà mặt trời tạo ra và con người mới chỉ sử dụng khoảng 1 phần triệu trong số đó. Hiện tại thì sản lượng năng lượng trên toàn hành tinh của chúng ta tương đương với một máy phát điện công suất khoảng 2.888 GW. Nghe vẫn khá là dễ để hình dung. Tuy nhiên, tăng trưởng năng lượng của chúng ta đang tăng theo cấp số nhân và chúng ta có thể dễ dàng tính toán thời gian cần thiết để mở khóa thành tựu nền văn minh loại 1, loại 2 hay loại 3. Nên nhớ rằng hành tinh của chúng ta đã ở đây trong hàng tỷ năm và chúng ta mới chỉ thực sự sử dụng năng lượng từ vài trăm năm trở lại đây. Hãy nhìn cách mà chúng ta đi lên từ nhiên liệu hóa thạch, cách
cách mà chúng ta biến dòng chảy của nước, của không khí, của ánh sáng mặt trời và của các phản ứng hạt nhân thành điện. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với bất cứ nền văn minh nào khác. Nền văn minh kỹ thuật cao của chúng ta mới chỉ vài trăm năm tuổi. Chúng ta có kính viễn vọng vô tuyến và mới chỉ thành thạo trong việc chế tạo tàu vũ trụ trong vài thập kỷ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta tiếp tục tiến bộ trong 1 triệu năm nữa? Nếu tôi nói rằng một nền văn minh tân tiến hàng triệu năm tuổi sẽ vượt xa chúng ta giống như chúng ta đang vượt xa một con khỉ, bạn có đồng ý hay không? Trở lại với hiện tại, nhà vật lý Michio Kaku ước tính rằng trong vòng từ 100 tới 200 năm nữa, chúng ta sẽ trở thành một nền văn minh loại 1. Không có một mức tiêu thụ năng lượng chung hay chính xác dành cho từng loại nền văn minh, bởi vì nó phụ thuộc vào quy mô của từng hành tinh, từng ngôi sao và từng thiên hà trong vũ trụ. Nền văn minh loại 1 thường được định nghĩa là một nền văn minh có thể khai thác toàn bộ lượng ánh sáng được chiếu đến hành tinh quê hương từ ngôi sao mẹ. Với trái đất thì giá trị này rơi vào khoảng 200 triệu gigawatt, gấp khoảng 70.000 lần con số hiện đạt được. Các nền văn minh loại 1 sống gần các ngôi sao mẹ có độ sáng khác nhau, ở các khoảng cách khác nhau, trên các hành tinh lớn nhỏ khác nhau, có thể có mức tiêu thụ năng lượng chênh lệch nhau một số không. Vậy thì, một nền văn minh độ 1 khác gì so với chúng ta? Cư dân trái đất có thể than vãn về thời tiết, còn cư dân của một nền văn minh loại 1 có thể thay đổi độ chế thời tiết theo ý muốn của họ. Trên trái đất, bỏ bom hạt nhân những cơn bão nhiệt đới có thể là một ý tưởng dở hơi, còn trên các hành tinh đã tiến lên loại 1, những hình thái thời tiết cực đoan kiểu như vậy là thứ mà họ có thể kiểm soát, tức là ngăn chặn ngay từ khi chúng mới hình thành. Trên thực tế, tiến sĩ Michio Kaku đề xuất rằng các nền văn minh loại 1 có đủ năng lượng để thay đổi những tiến trình tự nhiên dữ dội nhất trên một hành tinh như là động đất, núi lửa và xây dựng các thành phố trên đại dương. Trên thang đo Kardashev truyền thống, nhân loại là một nền văn minh loại 0. Tuy nhiên, một số nhà khoa học, trong đó có Carl Sagan, đề xuất việc tạo ra các giá trị trung gian dựa trên việc nội suy và ngoại suy các giá trị bậc thang của Kardashev. Bằng cách giả định một nền văn minh loại 0 sẽ kiểm soát khoảng 1 MW năng lượng, đủ để cung cấp cho một cộng đồng khoảng 10.000 cư dân, Sagan suy ra loại văn minh của nhân loại là 0,7 vào năm 1973 và tăng lên thành 0,73 vào năm 2021. Mặc dù vẫn còn cách một đoạn khá là xa, chúng ta đã có thể nhìn thấy những hạt giống đầu tiên của một nền văn minh loại 1 trên trái đất. Đó là một ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Anh, một hệ thống liên lạc toàn cầu, Internet, hay một nền kinh tế hành tinh được liên kết thông qua các tổ chức quốc tế như là WTO và thậm chí là sự khởi đầu của một nền văn hóa hành tinh được truyền bá bởi các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, TikTok, YouTube hay bởi kinh đô điện ảnh Hollywood. Một nền văn minh được gọi là tân tiến phải phát triển nhanh hơn tần suất xảy ra các thảm họa có thể đe dọa tính mạng các cư dân của nó. Do các thiên thạch và sao chổi lớn có xác suất va chạm một lần mỗi vài nghìn năm, một nền văn minh loại 1 phải làm chủ các công nghệ du hành vũ trụ để làm chệch hướng những hiểm họa từ không gian trong khung thời gian đó. Điều này thì không phải là một vấn đề lớn. NASA đã triển khai chương trình phi tiêu DART và đã đạt được những thành công bước đầu. Xa hơn một chút, các kỷ băng hà có thể lặp lại trên thang thời gian hàng chục nghìn năm. Vì vậy, một nền văn minh loại 1 phải học được cách điều chỉnh khí hậu toàn cầu trong khung thời gian đó. Bằng không, dân số hành tinh sẽ giảm đi một số lượng đáng kể. Nghe thì có vẻ đáng sợ, tuy nhiên các thảm họa thiên nhiên đủ khả năng xóa sổ một nền văn minh hầu hết đều không có sẵn trong một tương lai đủ gần. Các thảm họa nhân tạo thì ngược lại. Ô nhiễm môi trường là một mối đe dọa chết người đối với bất kỳ nền văn minh loại 0 nào, và nó dĩ nhiên là không trừ con người ra. Một nền văn minh loại 1 có ít nhất là hàng nghìn năm tồn tại với tư cách là một nền văn minh hành tinh, và nó nhất thiết phải đạt được sự cân bằng sinh thái trên quy mô toàn cầu, nghĩa là sự phát triển và tiến bộ của nền văn minh con người không gây ra những tác động tiêu cực, thậm chí là xóa sổ các loài khác. Các vấn đề nội bộ như chiến tranh cũng là một mối đe dọa định kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nền văn minh loại 1 đã trải qua toàn cầu hóa hàng nghìn năm, nghĩa là các nguyên nhân hàng đầu đẻ ra chiến tranh như là xung đột chủng tộc, quốc gia và giáo phái, trên lý thuyết, đã phải có đủ thời gian để giải quyết.
Chìa khóa để trở thành một nền văn minh loại 1 hoặc ít nhất là con đường triển vọng và nhanh nhất để dẫn đến đó chính là năng lượng nhiệt hạch Fusion Power. Để đạt tiêu chuẩn của một nền văn minh loại 1 trên thang đo Kardashev, con người sẽ cần phải tiêu thụ năng lượng với tốc độ tương đương với việc chuyển đổi 2kg vật chất thành năng lượng mỗi giây. Trong chuỗi phản ứng nhiệt hạch, chỉ có 0,7% vật chất tham gia vào phản ứng được chuyển hóa thành năng lượng thuần túy thông qua phương trình E bằng M nhân C bình phương. Như vậy, các nhà máy điện nhiệt hạch có bản chất là các mặt trời bé con trên trái đất sẽ cần phải tổng hợp 280kg hydro mỗi giây, tương đương với 8,9 triệu tấn mỗi năm. 1km khối nước chứa khoảng 100 triệu tấn hydro và các đại dương trên trái đất chứa khoảng 1,3 tỷ km khối nước. Nên là nền văn minh của con người có thể duy trì tốc độ tiêu thụ năng lượng của một nền văn minh loại 1 trong hàng tỷ năm nếu chỉ xét về trữ lượng hydro trên trái đất. Nếu như năng lượng nhiệt hạch là một giấc mơ, thì năng lượng từ phản ứng hủy diệt vật chất, phản vật chất chính là giấc mơ hoang dại nhất. Trong các va chạm giữa vật chất, phản vật chất, toàn bộ các hạt bị hủy diệt và khối lượng nghỉ của chúng được giải phóng hoàn toàn dưới dạng năng lượng bức xạ. Mật độ năng lượng của phản ứng vật chất, phản vật chất lớn đến mức một nền văn minh sẽ chỉ cần 31.536 tấn phản vật chất mỗi năm để duy trì danh hiệu loại 1 của nó. Mặc dù vậy, việc khai thác năng lượng từ phản vật chất có vẻ như chỉ khả thi ở một vũ trụ khác. Hiện nay, con người sản xuất phản vật chất bằng cách chuyển đổi năng lượng thuần túy thành vật chất. Quá trình này, về mặt bản chất, không khác gì việc đốt tờ 500k để tìm tờ 500 đồng, lãng phí và không hiệu quả. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, các công nghệ tương lai sẽ cho phép việc hoán cải vật chất thông thường thành phản vật chất. Về mặt lý thuyết thì phản vật chất cũng có thể đang chất đống tại một góc nào đó của vũ trụ chờ được khai thác. Cách bền vững nhất và chắc chắn là khả thi nhất để tiến lên loại 1 chính là thông qua gợi ý của Nikolai Kardashev thu hoạch toàn bộ lượng quang năng từ mặt trời chiếu xuống trái đất. Dĩ nhiên, con người không muốn và trên thực tế cũng không thể bao phủ toàn bộ bề mặt của trái đất bằng các tấm pin thu thập năng lượng với trình độ công nghệ hiện tại. Tuy nhiên, trong một tương lai không xa, các thế hệ kế tiếp của chúng ta có thể xây dựng các nhà máy điện mặt trời trong không gian. Ánh sáng mặt trời sẽ được thu thập bởi các cánh buồm kích thước lớn và chuyển đổi thành năng lượng vi sóng, sau đó được truyền xuống các trạm thu sóng vô tuyến công suất lớn dưới mặt đất. Bằng cách này, con người có thể đạt tới mức công suất loại 1. Và đúng như các cụ nhà mình đã tiên tri, càng hiện đại thì càng hại điện. Sau vài nghìn năm, một nền văn minh loại 1 sẽ rút cạn nguồn lực của một hành tinh. Và đó là lúc họ buộc phải nhìn lên để thấy giải pháp duy nhất cho vấn đề năng lượng của mình. Một lò phản ứng nhiệt hạch công suất gấp hàng tỷ lần nhu cầu của họ. Khi nhắc đến một nền văn minh loại 2, dám cá là rất nhiều khán giả của VFX sẽ ngay lập tức liên tưởng đến những siêu cấu trúc thuộc diện đồ sộ và cồng kềnh nhất mà một nền văn minh có thể tạo ra, những khối cầu Dyson. Cách đây khá lâu thì VFX cũng đã thực hiện một video chi tiết về công trình này. Anh chị em có thể tìm xem lại với từ khóa VFX khối cầu Dyson. Nền văn minh loại 2 trên thang đo của Kardashev thường được định nghĩa là bất cứ nền văn minh nào có khả năng khai thác và sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng được sản xuất bởi một ngôi sao. Các ngôi sao kiểu như mặt trời của chúng ta tổng hợp hydro thành heli, đồng thời giải phóng năng lượng. Năng lượng này thoát khỏi cục lõi, trở thành nguồn sáng và nhiệt mà bạn nhận được trên trái đất. Vì lẽ đó, một cấu trúc ôm trọn lấy một ngôi sao nhằm khai thác triệt để năng lượng của nó như khối cầu Dyson và các siêu cấu trúc tương tự thường trở thành một hình ảnh đại diện tiêu biểu mỗi khi mà người ta nghĩ đến một nền văn minh loại 2. Tuy nhiên, đây có vẻ không phải là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để một nền văn minh tiến lên loại 2. Ý tớ là việc xây dựng một siêu cấu trúc đường kính hàng triệu km như một khối cầu Dyson, ngoài tiêu tốn lượng nguyên vật liệu tương đương với vài hành tinh, còn yêu cầu một nguồn năng lượng khủng khiếp, loại mà chỉ có thể được cung cấp bởi một khối cầu Dyson hoàn chỉnh. Bạn đọc cái gì? Đó, bạn cần một khối cầu Dyson để xây dựng một khối cầu Dyson. Nói vậy không có nghĩa là siêu nhà máy điện này là bất khả thi. No, trong video này không gì là bất khả thi hết.
Các nền văn minh loại 1 có thể tiếp tục áp dụng các kỹ thuật hiện có, bao gồm xây dựng các nhà máy điện nhiệt hạch, phản vật chất và điện mặt trời, nhân bản chúng trên một số lượng lớn các hành tinh nằm trong các hệ sao khác nhau và dần đạt tới ngưỡng loại 2. Họ cũng có thể xây dựng một biến thể đơn giản hơn nhưng có cùng công năng với khối cầu Dyson, một mạng lưới các vệ tinh thu thập năng lượng quay xung quanh mặt trời gọi là bầy Dyson, Dyson Swarm. Công suất mà chúng ta có thể tùy ý sử dụng nếu nhân loại trở thành một nền văn minh loại 2 bằng cách khai thác 100% năng lượng của mặt trời, xấp xỉ 400 triệu tỷ gigawatt, tức là gấp khoảng 2 tỷ lần công suất của loại 1. Và đây là lúc mà bạn nên nghĩ về thứ gì đó thú vị hơn. Nắm trong tay sức mạnh của một ngôi sao, một nền văn minh loại 2 trên lý thuyết có thể duy trì tim dân khoảng 100 triệu tỷ. Đó là 1 triệu hành tinh dân số 100 tỷ để cho bạn dễ hình dung. Khác với nền văn minh loại 1 thường bị giới hạn trên hành tinh ban đầu, cư dân của các nền văn minh loại 2 có thể sinh sống trên các hành tinh của vô số hệ sao khác nhau bên trong một thiên hà. Họ cũng có thể cải tạo không chỉ là sao hỏa mà là mọi hành tinh lân cận vùng có thể ở được quanh một ngôi sao, hoặc nếu thích, xây dựng và sinh sống trong các thành phố không gian khổng lồ. Để làm được điều đó, công nghệ du hành không gian chắc chắn phải bước lên một tầm cao mới. Cư dân của nền văn minh loại 2 có thể bê toàn bộ hệ sao quê nhà của họ, bao gồm ngôi sao và tất cả những gì đang quay quanh nó, đi phượt khắp thiên hà. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là order một chiếc gương có kích thước thiên văn, đường kính từ vài triệu tới vài chục triệu km và đặt nó ở một phía của ngôi sao. Khi này, áp suất bức xạ của ngôi sao trở nên bất đối xứng, tức là bức xạ được phát ra ở phía không được che chắn sẽ nhiều hơn so với bên đặt chiếc gương. Lượng bức xạ dư thừa này sẽ tạo ra một lực đẩy dòng đẩy ngôi sao bay về hướng đặt chiếc gương. Loại động cơ sao này được gọi là động cơ đẩy Shkadov, đặt theo tên nhà khoa học người Liên Xô Leonid Shkadov. Lực đẩy tạo ra theo cách này, như bạn có thể dễ dàng hình dung, là vô cùng yếu sinh lý. Tổng lực đẩy được tạo ra bằng cách phản xạ một nửa năng lượng của mặt trời sẽ chỉ là 1,28 tỷ tỷ Newton. Sau 1 triệu năm, tốc độ của mặt trời gây ra bởi một động cơ Shkadov chỉ đạt khoảng 20 m/s, với tổng quãng đường đã di chuyển được chỉ là khoảng 0,03 năm ánh sáng. Sau 1 tỷ năm, tốc độ sẽ đạt khoảng 20 km/s và tổng quãng đường đạt 34.000 năm ánh sáng, tức là tương đương với hơn 1/3 đường kính của thiên hà Milky Way. Thế nhưng cũng có thể họ sẽ chẳng cần phải tha ngôi sao của mình đi đâu bởi sự xuất hiện của một số hình thức di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Đó có thể là dịch chuyển tức thời, du hành thông qua các lỗ giun tự nhiên hoặc nhân tạo, hay thực tế hơn là bằng cách lướt qua những con sóng tạo ra bởi các động cơ bẻ cong không thời gian gọi là warp drive. Rào cản lớn nhất của loại động cơ này chính là năng lượng. Để vượt qua rào cản ánh sáng, nó cần nguồn năng lượng tương đương với việc hủy diệt 350 kg phản vật chất. May thay, sản xuất phản vật chất trên quy mô công nghiệp là thứ gì đó mà bạn hoàn toàn có thể trông cậy ở một nền văn minh loại 2. Các xã hội văn minh loại 2 sẽ được quản lý và vận hành chủ yếu bởi các siêu trí tuệ nhân tạo. Y học trình độ cao sẽ kéo dài tuổi thọ trung bình của con người lên vài trăm năm. Với khả năng kiểm soát năng lượng của hàng nghìn ngôi sao, sự kiện thiên văn gần như duy nhất có thể làm tổn hại một nền văn minh loại 2 có lẽ sẽ là một vụ nổ siêu tân tinh ở gần một hệ sao mà họ đang sinh sống. Những vụ nổ đột ngột như vậy có thể giải phóng sức mạnh tương đương với năng lượng cả đời của mặt trời, có thể nướng chín các hành tinh trong cơn bão tia X, giết chết mọi dạng sống. Vì lý do này, nền văn minh loại 3 sẽ là đích đến cuối cùng của bất cứ dạng sống thông minh nào. Một cách ngắn gọn, họ là những nền văn minh bất tử thực sự. Tương tự như là cách để tiến từ loại 1 lên loại 2. Một nền văn minh loại 2, nếu như có đủ thời gian, có thể bao bọc toàn bộ các ngôi sao trong thiên hà của mình bằng các khối cầu Dyson. Họ cũng có thể trích xuất một phần năng lượng từ các hiện tượng thiên văn dữ dội, vốn đáng sợ và chết chóc đối với các nền văn minh cấp thấp hơn, bao gồm các siêu hố đen tại trung tâm các thiên hà, các hố trắng nếu chúng thực sự tồn tại, chuẩn tinh, một phiên bản phàm ăn tục uống của siêu hố đen, hay các vụ nổ tân tinh và siêu tân tinh xảy ra khi một ngôi sao tiến hóa thành sao neutron hoặc hố đen.
Tổng công suất của một nền văn minh loại 3 điển hình, với điển hình ở đây tương đương với việc khai thác triệt để năng lượng của toàn bộ các ngôi sao bên trong thiên hà Milky Way, sẽ gấp khoảng 100 tỷ lần tiêu chuẩn của một nền văn minh loại 2. Với mức độ bành trướng như vậy, không có bất cứ thảm họa tự nhiên nào mà con người từng biết đến đủ mạnh mẽ để xóa sổ một nền văn minh loại 3. Ví dụ nhá, để đối phó với các vụ nổ siêu tân tinh, cư dân của một nền văn minh loại 3 có thể lựa chọn hoặc là rời khỏi hệ sao hiện tại, hoặc thậm chí thay đổi luôn lộ trình tiến hóa của ngôi sao khổng lồ đỏ đang hấp hối bằng cách gọt mất một phần đáng kể khối lượng, kéo dài tuổi thọ của nó thêm vài tỷ năm, hoặc để kệ cho nó nổ và tranh thủ khai thác chút năng lượng như V-Fact vừa trình bày bên trên. Tuy nhiên, một nền văn minh loại 3 chắc chắn sẽ là một đích đến xa vời, ngay cả với những nền văn minh loại 2 đỉnh cao. Các rào cản của lý thuyết hấp dẫn, nếu như nó vẫn còn đúng trong tương lai, giới hạn của tốc độ ánh sáng, ngay cả khi đã có thể vượt qua bằng các lỗ run hoặc động cơ bẻ cong không thời gian, vẫn sẽ trì hoãn quá trình chuyển đổi sang nền văn minh loại 3 trong hàng trăm nghìn hay thậm chí là hàng triệu năm. Thừa thắng sông lên, các nền văn minh loại 3 cực thịnh có thể bành trướng sang nhiều thiên hà lân cận. Các phi thuyền tự động điều khiển bởi AI sẽ được gửi đi để tìm kiếm các hành tinh phù hợp với sự sống. Chúng sẽ được lập trình để tự đáp xuống các hành tinh tiềm năng, tự khai thác tài nguyên, tự nhân bản và xây dựng cơ sở hạ tầng. Và nếu cần thiết, tự cải tạo các hành tinh theo các thông số phù hợp với sự sống của các cư dân. Tương tự như một loại virus xâm chiếm một vật chủ có kích thước gấp nhiều lần nó, các robot sẽ tự nhân bản chúng với số lượng lên tới hàng nghìn tỷ, tỏa đi mọi hướng. Theo cách này, một thiên hà đường kính 100.000 năm ánh sáng như Milky Way có thể được chiếm lĩnh hoàn toàn trong nửa triệu năm. Trong quá trình đó, họ sẽ bắt gặp không ít các nền văn minh lạc hậu loại không giống như con người, và hãy cùng hy vọng rằng họ sẽ bỏ qua những địa cầu đó. Tuổi thọ của con người tiếp tục được kéo dài, chìa khóa của bất tử sinh học dần được hé lộ. Thang đo Kardashev nguyên bản dừng lại ở cấp độ 3 bởi nhà khoa học Liên Xô không cho rằng có thể có sự tiến bộ công nghệ nào vượt lên trên những gì mà V-Fact mới mô tả. Tuy nhiên, những người đam mê khoa học không thỏa mãn với điều đó. Họ đã bổ sung vào thang đo Kardashev những cấp độ mới, từ loại 4 cho đến loại 30 và thậm chí là hơn thế nữa nếu như bạn tin tớ. Tuy nhiên, để giữ cho mọi thứ ở mức độ có thể tin được hoặc có thể hình dung được, chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua các nền văn minh từ loại 4 đến loại 7 để xem con người tương lai trong trí tưởng tượng của con người ngày nay có thể vi diệu đến mức nào nhé. Nền văn minh loại 4 có thể xem như là một hệ quả tất yếu từ một nền văn minh loại 3 tồn tại đủ lâu và không ngừng tiến bộ. Họ có khả năng tiếp cận nguồn năng lượng từ siêu tròm thiên hà quê hương và sau cùng là của toàn bộ vũ trụ. Với nguồn lực gần như vô hạn, họ có thể chạm tới vật chất tối và điều khiển cấu trúc cơ bản của không thời gian, có thể chuyển đổi vật chất thành năng lượng một cách tức thời, dịch chuyển tức thời tới bất kỳ đâu trong vũ trụ và du hành thời gian hai chiều. Tuổi thọ trung bình của các cư dân lên tới trên 5.000, về cơ bản là bất tử nếu so với con người hiện nay. Nền văn minh loại 5 là nền văn minh đầu tiên đủ tân tiến để thoát khỏi vũ trụ khởi nguyên của họ và tiến vào đa vũ trụ, Multiverse. Một nền văn minh như vậy cũng sẽ làm chủ các công nghệ cần thiết để mô phỏng hoặc thậm chí là xây dựng một vũ trụ tùy chỉnh. Họ làm chủ các quy luật tự nhiên và có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với kết cấu của thực tại. Nếu chúng ta đang sống trong một vũ trụ được lập trình, đó rất có thể là sản phẩm của một nền văn minh loại 5. Một cách không ngoa, cư dân của nền văn minh loại 5 đã đạt đến cảnh giới thần thánh, chúa trời trong tín ngưỡng của con người, với năng lực xây dựng và sáng tạo gần như không có giới hạn trong quy mô của đa vũ trụ. Nền văn minh loại 6 thoát khỏi đa vũ trụ, tiến vào siêu vũ trụ, Megaverse. Megaverse là tập hợp của vô hạn các đa vũ trụ tồn tại trong nhiều chiều không gian với vô hạn các liên kết. Nền văn minh loại 6 còn có khả năng sáng tạo ra và duy trì vô số các quy luật cơ bản của các vũ trụ thành phần.
Họ tồn tại đồng thời trong vô số vũ trụ song song với vô số khả năng về các thực tại khác nhau, được quản lý và vận hành bởi vô số các định luật vật lý khác nhau, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Họ trở thành chúa toàn năng của toàn bộ siêu vũ trụ, sống trong vô hạn các khoảnh khắc của quá khứ và tương lai, tồn tại song song vô hạn với không thời gian liên tục 11 chiều. Với việc trở thành chúa toàn năng của siêu vũ trụ, liệu rằng còn cấp độ tiến bộ nào khác mà một nền văn minh có thể đạt được? Theo một số người, đó có thể là nền văn minh loại 7. Một nền văn minh loại 7 có thể du hành, vượt qua và cuối cùng là giám sát toàn vũ trụ, Omniverse. Đúng như tên gọi của nó, toàn vũ trụ là tất cả các vũ trụ, đa vũ trụ, siêu vũ trụ có thể xảy ra cùng với tất cả các chiều không gian, thời gian và thực tại, tất cả các khoảnh khắc của quá khứ, hiện tại và tương lai. Toàn vũ trụ chính là tất cả và chỉ có duy nhất một toàn vũ trụ. Thực thể toàn năng ở cấp độ lớn nhất, đấng sáng tạo tối cao, thần của các thần của các thần, chịu trách nhiệm cho tất cả sự tồn tại của toàn vũ trụ đó, có thể không còn là một nền văn minh nữa. Tất cả tâm trí của nền văn minh đó có thể đã vượt qua các ranh giới để hợp nhất thành một tâm trí duy nhất, có thể bao trùm mọi suy nghĩ và mọi dòng thời gian, trở nên toàn năng, có sức mạnh vô hạn, toàn giác, có nhận thức vô hạn và toàn hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Và đó, thưa quý vị và các bạn, là những ý tưởng ngáo ngờ nhất mà tớ từng tiếp thu. Và nếu như bạn cũng đang trong cơn phê nhận thức, nhớ tặng cho chúng tớ một like và share. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ qua những content cực lũ như này nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Một trong những trở ngại lớn nhất của du hành không gian giữa các vì sao hiện nay và có lẽ là cả trong tương lai chính là độ trễ của các phương thức liên lạc. Tốc độ của sự liên lạc thì bị giới hạn bởi tốc độ tối đa mà thông tin có thể lan truyền trong không gian bằng với tốc độ ánh sáng, tối đa khoảng 300.000 km/giây. Một lời chào gửi từ trái đất tới một tàu vũ trụ ở khoảng cách 1 năm ánh sáng sẽ mất ít nhất là 1 năm để tới nơi. Và nếu những người trên con tàu vũ trụ đáp trả bạn bằng một lời chào thì sẽ cần tối thiểu là 1 năm nữa để bạn nhận được nó. Đó là ping 31,5 tỷ nếu như bạn là một gamer. Trong khi đó, hành tinh gần nhất có thể tồn tại sự sống, Proxima Centauri B, cách chúng ta tới 4,2 năm ánh sáng. Nếu như crush của bạn sống trên Proxima Centauri B và bạn gửi một tin nhắn tán tỉnh cô ấy, đại loại như là em ăn cơm chưa? Tại thời điểm mà tin nhắn tới nơi, crush có lẽ đã lập gia đình và khi mà bạn nhận được câu trả lời gần 8 năm rưỡi sau đó, giả sử như là cô ấy trả lời ngay lập tức thì chắc là vợ bạn cũng đẻ được 2 đứa rồi. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai, một tương lai rất xa khi mà con người đã làm chủ công nghệ du hành xuyên thiên hà. Trở lại với hiện tại, hơn 250 tàu vũ trụ đã được phóng vào không gian để nghiên cứu các hành tinh, vệ tinh tự nhiên, tiểu hành tinh và sao chổi kể từ lần đầu tiên mà con người bắt đầu khám phá bên ngoài bầu khí quyển của trái đất những năm 50 của thế kỷ trước. Trong số đó, cái gần như là tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng thì quay quanh mặt trăng cách trái đất gần 400.000 km. Cái xa hơn như là tàu quỹ đạo trinh sát sao hỏa hay là tàu quỹ đạo khí hậu sao kim thì cách trái đất 1-200 triệu km. Xa hơn nữa, tàu thăm dò không gian liên hành tinh chân trời mới New Horizons đang hướng đến vành đai Kuiper nằm bên ngoài quỹ đạo của sao dầu ăn, sao hải vương Neptune. Hiện tại thì nó cách trái đất gần 8,4 tỷ km, tức là gấp 56 lần khoảng cách trái đất mặt trời. Và nếu như bạn chưa quên, tàu thám hiểm Voyager 1 đang lùi xa chúng ta với tốc độ 17 km mỗi giây ở khoảng cách 23,8 tỷ km, tương đương với 22 giờ di chuyển của ánh sáng. Và tất cả chúng thì vẫn đều đặn gửi các dữ liệu không gian về trái đất, cũng như là thực thi các mệnh lệnh của các nhà khoa học. Câu hỏi đặt ra là các phương thức liên lạc trong không gian được thực hiện như thế nào, bởi ta đều biết rằng ngoài đó làm gì có wifi đúng không? Một cách ngắn gọn, tàu vũ trụ gửi thông tin và hình ảnh về trái đất thông qua mạng không gian sâu Deep Space Network, gọi tắt là DSN. Khi mà các nhà khoa học trái đất muốn ra lệnh cho một tàu vũ trụ, họ cũng sử dụng mạng không gian sâu, thứ có thể được ví như là Internet không gian.
DSM thì bao gồm một mạng anten vô tuyến quốc tế khổng lồ được NASA xây dựng, ban đầu là để liên lạc với các tàu vũ trụ trên mặt trăng và sau này mở rộng ra khắp hệ mặt trời. Tiền thân của DSM là các trạm theo dõi vô tuyến di động ở Nigeria, Singapore và California được triển khai vào tháng 1 năm 1958 bởi phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực để thu thập dữ liệu và lập bản đồ quỹ đạo của Explorer 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Mỹ. Để tránh cho mỗi sứ mệnh trong tương lai lại gắn liền với việc phát triển và vận hành một mạng liên lạc không gian riêng biệt, ngay từ khi được thành lập tháng 10 năm 1958, NASA đã nảy ra ý tưởng về một hệ thống liên lạc được quản lý và vận hành riêng biệt có thể đáp ứng tất cả các sứ mệnh không gian sâu. Và đó là cách mà mạng không gian sâu ra đời. DSM hiện nay bao gồm 3 trạm liên lạc không gian sâu được bố trí sao cho một con tàu vũ trụ trong không gian liên hành tinh luôn luôn nằm trong tầm bao quát của ít nhất là một trạm. Nó bao gồm trạm Goldstone đặt tại Fort Irwin, California, Mỹ, trạm Madrid đặt tại Madrid, Tây Ban Nha và trạm Canberra đặt tại Canberra, nước Úc. Cả 3 cơ sở đều được xây dựng tại các khu vực bán núi với địa hình lòng chảo để che chắn khỏi sự nhiễu tần số vô tuyến. Nhiễu xảy ra khi mà các tín hiệu không mong muốn làm gián đoạn hoạt động của việc thu phát sóng vô tuyến. Nhẹ thì làm ảnh hưởng đến chất lượng của tín hiệu, nặng thì gây cản trở hoàn toàn việc thu phát, gây mất tín hiệu tạm thời. Thử tưởng tượng bạn đang trong không gian, cách trái đất vài triệu km và đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cảm giác nó sẽ ấu rể như nào? Các trạm liên lạc được đặt tại những địa điểm gần như cách đều nhau. Đồng nghĩa với đó, khi mà trái đất quay, những con tàu vũ trụ luôn nằm trong tầm ngắm của ít nhất là một trạm. Mỗi trạm liên lạc lại là một khu phức hợp, bao gồm ít nhất là 4 anten đĩa parabol kích thước lớn, được trang bị hệ thống thu siêu nhạy, trong đó có ít nhất là 3 anten nhỏ đường kính 34m và 1 anten lớn đường kính 70m, tức là tương đương với một tòa nhà 20 tầng. Đồng nghĩa với đó, khi trái đất quay, sẽ không có bất cứ khoảng trống nào trong vùng phủ sóng. Mỗi anten 70m nặng gần 2.700 tấn. Bề mặt của gương phản xạ hình đĩa rộng tới 3.850m2 và được duy trì độ chính xác trong vòng 1cm, đảm bảo hoạt động hoàn hảo của anten. Toàn bộ khối lượng tương đương với 540 con voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành, được nâng đỡ bởi 3 miếng đệm của một cụm ổ trục thủy tinh. Chúng nằm trên và trượt quay một vòng thép lớn trên một màng dầu có độ dày của một tờ giấy, cho phép chiếc anten xoay chuyển linh hoạt theo phương ngang. Một vòng bi khác thì cho phép thay đổi độ cao của chiếc đĩa. Một cách không hề ngoa, DSM chính là hệ thống viễn thông khoa học tinh vi nhất và lớn nhất thế giới. Ngoài thực hiện chức năng liên lạc, nó cũng cho phép thực hiện các quan sát thiên văn bằng radar và sóng vô tuyến, giúp nâng cao hiểu biết của con người về hệ mặt trời và rộng lớn hơn là về vũ trụ. Về cơ bản thì mạng không gian sâu hoạt động như sau. Khi mà các nhà khoa học NASA ra một mệnh lệnh, các nhân viên điều hành DSM ghi nhận lệnh, chuyển đổi chúng thành các bit kỹ thuật số, xoay các anten khổng lồ về phía tàu vũ trụ mục tiêu và gửi đi các dòng lệnh dưới dạng sóng vô tuyến. Anten trên tàu vũ trụ thu nhận sóng vô tuyến, máy tính trên tàu dịch chúng thành tín hiệu kỹ thuật số để thực thi. Bằng cách tương tự, tàu vũ trụ gửi hình ảnh và các dữ liệu khoa học về các anten lớn trên trái đất, trong đó bao gồm cả thông tin chi tiết về vị trí của con tàu cũng như tình trạng hoạt động của nó. Về mặt bản chất thì sóng vô tuyến dùng để liên lạc với tàu vũ trụ, nó cũng tương tự như là sóng vô tuyến giúp bạn nghe đài, sóng wifi bạn dùng để xem YouTube hay là sóng viễn thông bạn dùng để gọi điện thoại. Sóng vô tuyến dùng cho liên lạc không gian có bước sóng từ 5mm đến 10m, tương đương với tần số từ 30 MHz đến 60 GHz. Trái với các anten có kích thước của một tòa nhà trên trái đất, anten của tàu vũ trụ đều có kích thước khá khiêm tốn. Ngay như chiếc anten định hướng của Voyager 1, con tàu thăm dò mà bạn hoàn toàn có thể gọi vui là một chiếc anten bay cũng chỉ có đường kính khoảng 3,7m, tức là nhỏ hơn rất nhiều so với những chiếc anten mặt đất. Với kích thước và nguồn năng lượng hạn chế, anten của tàu vũ trụ chỉ có thể truyền về trái đất các tín hiệu vô tuyến vô cùng yếu ớt. Tàu vũ trụ ở càng xa thì tín hiệu gửi về càng yếu và anten phát hiện tín hiệu của chúng phải càng lớn. Lấy ví dụ như là Voyager 1,
Theo NASA, năng lượng mà các anten BSN nhận được từ tín hiệu của tàu thăm dò này yếu hơn tới 20 tỷ lần so với năng lượng cần thiết để chạy một chiếc đồng hồ điện tử. Vậy mà các mạng không gian sâu vẫn bắt được sợi năng lượng đó từ khoảng cách gần 24 tỷ km hay 159 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, thưa quý vị và các bạn. Hầu như tất cả các tàu vũ trụ đều được thiết kế để hoạt động với các anten nhỏ hơn nằm trong hệ thống BSN như một cách để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, trong các trường hợp khẩn cấp, vai trò của những chiếc anten cơ bự lại tối quan trọng. Khi một tàu vũ trụ gặp sự cố, nó có thể sẽ buộc phải sử dụng công suất máy phát thấp hơn bình thường. Cơ chế thay đổi hướng của tàu vũ trụ có thể bị tắt để tiết kiệm năng lượng. Điều này thì có thể làm giảm hiệu quả của các anten định hướng trên tàu, thứ đúng ra phải luôn được hướng về phía trái đất để thu và phát các sóng có mức năng lượng lớn nhất. Khi này, những chiếc anten mặt đất lớn với công suất lớn hơn và độ nhạy vượt trội sẽ đảm đang hơn trong việc khôi phục các tín hiệu yếu để từ đó đánh giá tình trạng của con tàu và nhanh chóng lập kế hoạch ứng phó. Ví dụ nổi tiếng nhất là sứ mệnh Apollo 13 khi mà 2 trong tổng số 3 viên pin trong mô-đun chỉ huy và dịch vụ đã chết. Anten định hướng không thể hoạt động khiến mức tín hiệu gửi về từ mô-đun với 3 phi hành gia NASA ở bên trong giảm xuống dưới khả năng thu thập của các trạm anten vô tuyến thông thường. Ngay lập tức, các anten lớn nhất của hệ thống mạng không gian sâu đã được kích hoạt để giải cứu các phi hành gia, những người mà suýt chút nữa thì đã trở thành các xác ướp không gian. Nói đi thì cũng phải nói lại, khen chán rồi thì cũng phải chê. Mặc dù sức mạnh của mạng không gian sâu là không cần bàn cãi, nó vẫn có những hạn chế nhất định ở hiện tại và sẽ phải đối mặt với những thách thức trong tương lai. Đầu tiên, tất cả các nốt của mạng không gian sâu đều nằm trên trái đất. Điều này giới hạn đáng kể tốc độ truyền tải dữ liệu hai chiều giữa trái đất và các tàu vũ trụ. Giải pháp đó là bổ sung các mạng chuyển tiếp bằng cách phóng hàng loạt các vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo quanh các thiên thể trong hệ mặt trời. Tàu quỹ đạo viễn thông sao Hỏa chính là một trong những sự bổ sung như vậy. Cơ mà rất tiếc khi mà dự án này đã bị hủy bỏ vào năm 2005. Thứ hai, dù trên lý thuyết, sóng vô tuyến giống như là các bức xạ điện từ khác, trong đó bao gồm cả ánh sáng có thể nhìn thấy bởi mắt người, có thể truyền đi xa vô hạn trong trần không, nghĩa là các hệ thống liên lạc không gian sử dụng sóng radio giống như là mạng không gian sâu có phạm vi hoạt động vô hạn. Tuy nhiên, thực tế thì lại không thơm như vậy. Mọi tín hiệu thì đều có cường độ giảm dần theo thời gian, khoảng cách và nhiều yếu tố khác. Đó là lý do mà không phải lúc nào bạn cũng bắt được sóng viễn thông của nhà mạng. Tương tự như vậy, do công suất của các anten vô tuyến, cả trên trái đất lẫn trong không gian, trên các tàu thăm dò đều có giới hạn, nghĩa là phạm vi hoạt động của mạng không gian sâu trên thực tế có một giới hạn có thể tính toán được. Và người ta tính được rằng, với phần cứng hiện tại, các tín hiệu gửi về từ Voyager 1 sẽ yếu ớt đến mức nó không thể được thu bởi bất kỳ anten nào trên trái đất. Hay nói cách khác, Voyager 1 sẽ chính thức mất liên lạc với trái đất vào năm 2036. Nghĩa là trừ phi công nghệ radio của con người sớm đạt được sự đột phá, chúng ta sẽ chẳng thể nào gửi những con tàu thăm dò của mình đi quá xa khỏi hệ mặt trời. Anh chị em nhớ đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ qua các content vũ trụ cực bánh cuốn tới từ VFX nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!